giờ đi chợ Đà Lạt cũng xa, mua một ít đồ. Dạ thì lên lên mua giày chứ. Cái này, cái này là cô mà lấy thôi, 38 rồi con. Đồ đẹp quá. Đẹp quá ơi. Con mến à? Mến, bằng quay là quay Phương Dung. Con tin mến, rất là dễ mến. Quay Phương Dung nha, quay Phương Dung nha. Quay Phương Dung. Quay Phương Dung. Con tin mến, rất là dễ thương. Đó. Hết mớ đồ, rồi tính hết mớ tiền. Dạ. Không trời ơi, em mới đi thăm biệt viện thôi. Mẹ, ăn đi con. Con ăn miếng đủ rồi chị. Dạ mẹ, dạ được rồi chị ăn. Nha. Cái này là xoài sấy dẻo chứ, không phải là đang dẻo. Vợ bự sấy có thiếu người mua. Anh ăn gì có lãng không? Cái này là dâu sấy dẻo. À, quay lên cái cửa hàng của chị luôn nha. Đặc sản là chị tên Ngọc luôn hả? Chị tên Ngọc Diệp luôn. Đà Lạt Ngọc Diệp. Số điện thoại liên hệ 0945708675. Cửa hàng cái tông rất là đẹp. Vàng xanh đỏ. Dạ. Nửa cái dâu. Dạ, nửa cái dâu tươi xanh. Cái xoài sấy dẻo ngon lắm luôn đó mọi người. Dạ. Dạ. Trời ơi quá trời. Quả anh đào hả? Em ăn không? Quả này là quả gì? Quả anh đào. À, quả anh đào. Quả anh đào. Đẹp quá hả? Không hiểu gì khó không? Quả anh đào ngon. Nhìn. Này cũng sấy dẻo hả chị? Nó chua chua ngọt hả? Chua nhẹ nhẹ hả chị? Ăn được. Có cái bịch, cái bịch nhỏ hơn bịch đó không? Chia đập đôi có đó, chia đập đôi đi cho nó dễ. Sao quen chị này nói chuyện cũng như trời ơi, giật mình nha, em đang bị đau tim. Quá quen hiểu đây là dễ thương, cái bịch nó đẹp không, em gói bị thụ ngon đó chứ, đó là dạng nước cái cây chứ không phải ra cái không. Cái nào thì chị có nhu cầu mua em tư vấn cho chị, cho cái nào ngon cho chị mua.
nhiều quá đấy, nhưng mà cái này nó cũng là cái gì khi sau chỉ đi sau nó đẹp, nhưng mà đôi khi cũng quay lại cái này nửa ký cho em 80, cái này nửa ký cho em 80, cái này nửa ký cho em 170 để ăn thử cái này một dạ. Chị ơi, hai cái này là 160 nha, 150 tổng thiệt hại 700 mấy. Sáng nay cũng đi về chợ gốc, nó chỉ về chợ khác ra. Dạ. Mai mốt gì yên tâm mà cứ cứ đi lên chợ là thấy cái tiệm của chị, tiệm của chị đẹp nhất luôn á, tiệm của chị đẹp nhất cái khu này. Chị vui vẻ lắm nha, muốn ăn gì ăn chị ăn mới ngon chứ, chị không ăn thì chị đâu biết gì ngon. Dạ. Thường chưa, giống như cái kiểu là bán hàng là phải thử sản phẩm. Dạ, các bạn không có tiền với tiền dạ. 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 Còn cái này ăn là chuyện đời chị tiêu luôn. Dạ đó nha, bye bye nhập tiền nha. Cảm ơn chị nha. Bye chị. Dạ. Ngồi chị nha. Dạ. Có áo len dạ. À, có mua áo len không chị? Em đó phải áo len. Ủng hộ nha. Dạ. Bye chị. Mấy bé là nhiêu cô? À, là nhiêu chị? 7 lạng là nhiêu tiền? 724 trăm tư hả? 154 ngàn. Dạ. Có cái cần cắt cái cùi mình bó mà cái này về ăn được mà bỏ có bỏ đi là cái khúc trong này cái này nó khúc. À khúc ở giữa. À. Khúc ở giữa chắc ngọt hả cô? Ừ. Còn cái con nó chẻ ra bỏ cái gì? À.